xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món chả trứng thịt hoặc là canh. Bây giờ mình ướp sẵn trước khi đi làm, bỏ tủ lạnh đến chiều về mình ăn là được rồi. Cái này là khoảng 1 pound thịt, mình bỏ chừng đây muối, đường, tiêu, bột ngọt, tỏi xay, mình bỏ một ít vô. Thịt này thì khoảng chừng 1 pound mình trộn sẵn như vậy, thì khi mình về mình xào lên nó cho nó chín á, mình có thể mình phân nửa mình làm như chả trứng hoặc là thịt ram ăn hoặc là canh nữa. Như vậy nó khi mình về đến chiều về mình không phải mất nhiều thời giờ trong bếp, mình về mình làm nó chỉ lẹ hơn, nó lâu hơn là khi mình nấu mì gói thôi, đỡ mất công khỏi phải đi ra ngoài ăn. Mình ướp như vậy, nhưng mà lát nữa mình sẽ, sau khi làm các bạn sẽ thêm bớt tùy theo khẩu vị, tại vì nếu mình không ăn mặn nó thì không cần cho nhiều, cho vào đây khoảng chừng 1 muỗng dầu ăn. Cái thịt này, khi mình ấy nó không có bị khô, rồi khi mà mình xào lên nó, mình có thể mình cho nước mắm vô, lúc đó mình cho nước mắm. Bây giờ mình cứ ướp như vậy thì ướp đều lên để tới chiều đi làm về là chừng 15-20 phút là mình có đồ ăn mình ăn thôi, còn mất công đi ăn tiệm, mà tiệm bây giờ nó họ chỉ nấu những cái có một số món thôi, ăn mấy năm nay rồi cũng ngán rồi, bây giờ mình phải tự nấu thôi. Ông bà mình nói muốn ăn thì lăn vào bếp, đúng vậy. Đây là những món mình làm để cho những người sống độc thân hoặc như mình, hoặc là không có thời giờ đó. Thành ra đúng ra thì nó không có ngon, không có đúng như là mấy người chuyên về nấu ăn họ nấu, nhưng mà cái này là mình làm như vậy là ăn được rồi. Đó. Để vậy bỏ vô tủ lạnh. Đó. Bọc lại như vậy, cất đi tủ lạnh và chiều về mình xào lên ăn. Nếu bạn muốn bạn có thể cho một chút sữa ớt, nếu mà ăn cay được thì nó ngon. Cái này bạn nhớ ướp lạt lạt thôi, đừng ướp mặn quá. Khi mà mình chiên lên, mình xào lên, mình sẽ cho thêm chút xíu nước mắm nữa là nó vừa ăn. Bây giờ cất tủ lạnh, chiều về bắt đầu làm tiếp. Thịt mình đã ướp hồi sáng trước khi đi làm. Bây giờ về mình chỉ việc làm thôi. Trước hết mình cho miếng dầu vô để mình phi hành phi tỏi. Không cần phải cho nhiều dầu quá nha các bạn. Lát nữa mình bỏ cái thịt heo vô nó sẽ ra nhiều mỡ lắm, nên cho vừa đủ dầu để mà phi cái hành cái tỏi này cho thơm thôi. Cái hành này mình đã sắc, cái này là hành hương. Ai không muốn nó nhiều thì đừng có cho nhiều, cái này mình cho hơi nhiều, tại vì mấy cái gia vị mình thích đó, hành với tỏi. Khi mà tỏi bắt đầu vừa mới vàng đó thì mình sẽ lấy ra rồi bỏ cái thịt đó vô. Rồi lấy cái hành cái tỏi này ra, nếu không một hồi mình làm cái thịt heo đó, cái hành cái tỏi nó sẽ cháy nó đắng. Bây giờ mình lấy ra, lát nữa mình làm xong rồi mình bỏ vô. Không cần phải cho gì thêm nha, tại vì cái này là thịt heo đó, thịt heo xay đó, nó sẽ có mỡ trong này. Cái thịt heo này mình đã, khi mình làm như vậy đó, nhiều khi mình đi làm về bữa ăn một chừng ăn phần chừng phân nửa cái chỗ này thôi, cái chỗ này nó khoảng chừng 1 pound, mình ăn chừng khoảng phân nửa thôi, đấy là chừng phân nửa để vô freezer ngày mai hay ngày mốt gì đó mình có thể mình ăn. Mình lấy ra mình nấu canh hay là mình làm những cái món khác.
mà nó tiện khi mình về mình có sẵn mình làm, không cần phải chờ lâu. Các bạn nhớ làm cho nó chín nha, tại vì thịt heo mà bò còn sống chút được ăn được chứ heo là phải thịt phải chín, heo heo với gà. Trong cái thịt này mình đã bỏ ướp tiêu, bột tỏi, một chút bột ngọt với chút đường. Như vậy là tạm ổn rồi. Mình bỏ cái hành hồi nãy mình làm vô. Nó chưa có hoàn toàn chín nhưng mà nó cũng đủ để cho mình lát nữa mình làm mấy cái khác đó. Cái này mình ăn phân nửa ngày hôm nay thôi, còn phân nửa mình cất lại để mai mình nấu canh. Mình sẽ đánh 5 cái trứng lên. Rồi mình cho hết cái thịt này vào. Phải, cái thịt này nó đã gần như là 70-80% là nó chín rồi. Cái nửa củ hành tây này hồi hôm qua làm nấu còn dư ra ăn chứ không thôi nó hư. Tại mình thích mình bỏ vô thôi, các bạn không ăn thì không cần phải bỏ vô. Mình có thể mình cho khoảng một muỗng này nước mắm thôi nha, tại vì cái thịt mình cũng đã ướp sơ sơ rồi đó. Ok, cho chút xíu dầu vô. Nếu mà xiên thì mình rửa cái chảo, nhưng mà chắc cũng không được xiên cho lắm đâu. Mình đậy cái nắp lại, chừng khoảng 5 phút thôi nó sẽ chín. Được rồi đó, bây giờ mình sẽ đổ ra. Bảo đảm, kiểu này là bảo đảm chín. Mình cũng không cần phải để lâu lắm đâu, tại vì nãy giờ nó đã, bây giờ mình chỉ cần cho, nếu lâu quá nó sẽ cháy cái hành. Sau khi xong rồi mình có thể mình cho một chút xíu tiêu lên.
Được rồi đó. Bếp bếp mình tắt thì mình để thêm một chút xíu nữa cho cái nóng của cái chảo nó làm cho cái dứa chín. Bạn thấy nè, dứa chín luôn rồi nè, không thể nào sống được. Cái này mình ăn với cơm hoặc với mì, có vài trái cà chua, thấy chưa, thịt chín luôn, không thể nào sống được. Bây giờ phút quan trọng, chung là không chê vào đâu được. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.